ngày 17 tháng 4, cửa hàng Đông Phương Anh Thư giới thiệu cho mọi người một lô máy đầu máy cắt cỏ Nhật bãi. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123370. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ qua số điện thoại đó. Các bác nào thấy xem clip thấy hay, ý nghĩa cho em xin like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ạ. Rồi ok, em giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy này. Cái lô này thì thích hợp cho các bác nào mình muốn mua những cái đầu máy này, động cơ và cái cắt cỏ và chế cháo. Các bác có những cái bộ cần hay là ở nhà đầu máy bị hỏng thì các bác có thể mua những con này về chạy rất ok nhá. Máy lô này bên em đã dọn nổ hết cho các bác rồi. Rồi ok, em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy đầu máy ngày hôm nay. Đầu tiên là con X1. X1 này là con đến từ thương hiệu Tanaka Powermate. Con này là Tanaka, gọi là Tanaka chân trống. Con này thì dòng này chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, máy cực kỳ nhạy nổ. Cái thứ hai là rất lợi xăng, máy còn đẹp xuất sắc luôn cho các bác này. Đây, con này thì tum nó là tum liền đấy, thích hợp mình cho ống cần. Các bác nào có những cái bộ ống cần 24/7 khía, ví dụ như kiểu của Robin, Robin 2326 hay là Makita hay là Tanaka đấy, hoặc là Mazuyama 23 20 23, đấy thường nó sẽ là 7 khía hay là Mitsubishi đó, thì tùy thôi. Các bác nào mà mình tháo ra mình xem cái trong cần thì biết thôi. Ống cần thì đa số là ống cần 24 trừ thằng Echo ra 24/7 nhá. Con này thì bán anh em giá 900.000 bao ship về lắp vào đồ đấy, hay là chế cháo xuồng chứ các kiểu cực kỳ ngon luôn rồi. Ok, X2 có đến từ thương hiệu Honda Vic 35 35cc, nòng 39 ly. Đây con này thì bố côn lớn này, con này thì chạy cực kỳ ngon rồi. Bác nào có những cái đầu máy mà bộ cần của Honda Vic 35 cũ thì các bác có thể lắp con này, hay là mình về mình chế cháo cái gì đó như các bác nhé. Đây, tổng thể máy đây đã dọn nổ ok cho các bác này. Con này thì giá là 1.400.000 bao ship nha, máy hãng Honda luôn nha, không phải máy nhái như kiểu nhá. Rồi X3 mà con đến từ thương hiệu Honda. Con này Honda Vic 25 này. Con này thì tum nhỏ cho các bác này, 25cc, nòng 35 ly. Đây, động cơ 4 thì xăng riêng nhớt riêng, cực kỳ ngon, chế cháo thì ok luôn rồi. Con này thì bán anh em giá 1.300.000, bác nào chốt thì em sẽ lên bố côn cho các bác nhé. Ok. Đấy, bố côn nhỏ, gắn bình xịt thuốc, máy bơm nước cực kỳ vip luôn. Ok, X4 này con họ Mitsubishi TL261 26cc, nòng 33 ly. Để nói về thương hiệu Mitsubishi là có đẳng cấp rồi, Made in Japan này. Con này thì có ngon luôn cho bác nhá, bố côn nhỏ, động cơ 2 thì chế bản Pro, đồ bia trắng bốc này, cực kỳ đẹp luôn nhá, 261 luôn. Con này bán anh em giá 1.300.000 bao ship. Rồi, X5 này cũng là Honda X25. Con này giá 1.300.000. Đây hình thức máy đây, máy đã dọn nổ ok đàng hoàng cho các bác nha. Ok, tiếp theo X6 là con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 26cc, nòng 33 ly. Con máy này thì khá là đẹp đây, con máy này còn khá là đẹp nha các anh nhá. Để chế cháo con Mitsubishi này, đỉnh cao rồi. Mà cần máy của Trung Quốc các kiểu lắp nó cũng vừa mà. Con này giá 1.300.000 nha, Mitsubishi TL261. Chốt em sẽ lắp côn cho. Rồi con cuối cùng ngày hôm nay X7. X7 này con đến từ thương hiệu Honda X31 nhá, đầu máy Honda X31 31cc, nòng 39 ly. Này bố côn lớn này, con này thì đẹp xuất sắc rồi. Đây, bình xăng chiếc các kiểu này, trắng bốc này. Đấy, máy zin nguyên bản hết cho các bác. Bố côn lớn, chạy cực kỳ tiết kiệm xăng. Con này thì bán anh em giá là 1.500.000 bao ship nhá. Ok. Rồi, em xin phép tạm dừng clip tại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Cảm ơn mọi người theo dõi video nhé. Chào tất cả mọi người ạ.